thổ chuẩn bị tuyên bố chủ quyền với miền bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ có ý định sắp nhập một phần lãnh thổ miền bắc Syria mà họ đang chiếm đóng vào, thuộc quyền kiểm soát của mình. Các khu vực phía bắc và tây bắc của Syria có thể sớm bị quân đội thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Theo cục an ninh quốc gia Syria, trong thời gian tới, Ankara có ý định xác lập chủ quyền của họ đối với toàn bộ vùng tây bắc và một phần lãnh thổ phía bắc của Syria, công khai vi phạm các thỏa thuận với Moscow. Cụ thể theo thông tin do cục an ninh quốc gia Syria cung cấp. Hiện tại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang thực sự kiểm soát hoàn toàn tình hình ở các khu vực phía Bắc và Tây Bắc của Cộng hòa Ả Rập, tích cực thay thế các văn bản của Syria bằng những tài liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đánh giá của giới chuyên gia, điều này không chỉ là việc thay thế các tài liệu, mà còn về việc thành lập chính quyền địa phương. Thực tế trên cho thấy rằng việc sắp nhập một phần lãnh thổ của nước Cộng hòa Ả Rập vào Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt đầu trước cuối năm nay. Cân nhắc lại việc Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chiếm đóng tỉnh Afrin vào đầu năm 2018 đã thực hiện các bước đi như trên. Thực tế khu vực này đã thành địa bàn hành chính của họ, và điều tương tự sẽ được lặp lại ở Idlib cũng như Aleppo. Giới phân tích, chú ý đến thực tế rằng những hành động như vậy của Ankara sẽ vi phạm trực tiếp các thỏa thuận hiện có với qua, nhiều khả năng dẫn đến việc bắt đầu một chiến dịch quân sự mới của các lực lượng Nga và Syria. Đặc biệt là khi thỏa thuận hiện tại không được thực hiện bởi các phần tử cực đoan và thánh chiến địa phương do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Một chuyên gia Nga nhấn mạnh, Tổng thống Erdogan chắc chắn đang cố gắng hồi sinh đế chế Ottoman. Tuy nhiên Ankara không hiểu rằng những hành động hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị chống trả một cách quyết liệt. Cần lưu ý rằng một năm trước, trong cuộc đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chính Ankara đã lên tiếng yêu cầu ngừng bắn khi phải hứng chịu những tổn thất rất nghiêm trọng. Hơn nữa khi đó Nga cũng không can thiệp trực tiếp vào tình hình, họ chỉ tấn công các chiến binh thánh chiến, vị chuyên gia kết luận.